Đấy. Bây giờ mình muốn là nhập mã hàng này, tên hàng này, đơn vị chính này, sau đó kích nút thêm. Chính là tức là cái thông tin mình nhập nó sẽ lưu vào trong cơ sở dữ liệu này. Lưu vào trong cái bảng hàng này. Đấy, lưu thêm vào bảng này ạ. Tôi vừa mình nhập vào đây. Nhập mã hàng là 20210 ạ. Tên hàng là CD thuộc lại là đầu đĩa lên. Đầu đĩa này. Đơn vị chính là chiếc cái. Mình muốn là nhập là H10 này, đầu đĩa này, cái nút thêm thì trong cái cơ sở liệu nó sẽ xuất hiện thêm một cái hàng như này. Đấy. Để làm việc này thì các em có một chút. Đấy. Đặt tên hết cái này cho nó hoàn thành rồi nhá. Đây này, mã hàng này, tên hàng, đơn vị chính kiểm tra lại cho đúng hết chưa? Kích vào nút thêm. Kích nút vào, default cho nó. Đầu tiên các em lấy các thông tin ở dưới cái phần nhận người dùng bảng giá khai báo này, mã hàng này, trình mã hàng này, bằng tên mã hàng chấm tên này, để cắt khoảng trống hai đầu các em dùng cho hàng chim, cắt hết khoảng trống hai đầu đi. Chim này, cái này trước là ai cười ngại cái hương này. Mã hàng này, tên hàng này, có gì đâu tiếng Anh mà chấm tên này. Đơn vị chính này. Còn các bạn nên bỏ cái search string nó đỡ giả đi. Bỏ đi. Để đơn vị chính. Tập tách chim. Em cứ gõ nhanh không sợ máy nó đau đâu. Rồi giờ lấy thông tin xong này. Tiếp đến để của mình là thao tác cơ sở liệu. Thì cái phần thêm mình làm như kiểu là mình làm không được chính trị đâu. Lấy xong hai thêm hàng gắn tách thôi mà. Em làm bình thường. Copy cái phần trên để xuống. Bây giờ mình đang trong cái giai đoạn là tập đi, tập bò tập đi cho nên các em cứ hoàn toàn viết lại. Để bớt thời gian em copy paste nhưng bọn em về nhà làm thì viết hết từ đầu thì đừng copy paste. Đây, bây giờ thì khác mỗi cái phần thao tác này thôi. Đấy, phần thao tác này thì mình vào FPL. Tạo một thủ tục insert cho hàng, kích chuột phải vào cái mục hàng. Chọn vào Edit Table E Insert View Window. Được chưa? Hàng này. Bây giờ nhìn thấy thay hết cái mọc vuông đi bằng cái dấu chấm rỗng. Đây. Vừa. Lẫn. Có cái dòng nhỏ hơn thì thay thành A cộng. Tham số là A cộng. Đỡ mất thời gian viết. Ổn đi. Xong rồi cái này mình chuyển thành tham số cho thủ tục. Cắt cho lên trên này. Thủ tục em làm bình thường. Credit Product. Tên thủ tục là danh mục hàng. Kết nối thao tác của mình trên internet. À insert là tham số bên dưới này. Paste nó vào. E. Cái gì em? Cái dùng sao được mình phải tạo tham số đi. Thủ tục có tham số cho nó. Bây giờ đi trên thì mình. Bây giờ các em nhìn thấy cái chỗ phải này, này cái ngọc lớn hơn này, nó thừa này không cần biết. Nên các thường hát này, thay thế cái này bằng cái rỡ, thì nó xóa nhanh cho mình. Ở đây là có ba cái này, các thể xóa bằng tay nhanh, nhưng mà có nhiều cái không xóa nó đâu. Cứ thể dùng các thường hát thì xóa nhanh. Đây. Thủ thuật thôi mà. Em không là nó bôi đen xóa nó đâu. Các thường hát đi, dù đấy thích lắm, đỡ phải làm việc. Đấy, còn mấy cái này bắt buộc xóa bằng tay này. Còn đơn không có xóa đi. Tham số đấy của mình xong, mã hàng trên hàng đơn tính chuẩn xong này. Còn chỗ dưới giá trị. Cái value các em truyền bình thường. À, chỗ này tên bảng thì cần lấy tên bảng bỏ này để đầu tiên đi. Đấy value mở một đơn đóng một đơn luôn này. Truyền ra. Từ 28 chúng ta có cái sổ sẵn cho mình là các em gọi mã hàng này. Phải này. Tên hàng này. Phải này. Anh Nam mình gõ từng dòng một vậy. Rồi tạo xong rồi thì cần anh Nam để chạy thôi. Trong này có sẵn một cái hàng insert rồi. Em sử dụng sửa từ credit thành từ enter. Em Nam đã có thành công. Tạo thủ tục xong rồi các em. Không enter bây giờ. Không enter trường hợp em tạo lần đầu tiên. Khi mà tạo lần chạy lần thứ hai thì em sẽ bị lỗi ngay.
Reddit thì được 1.000 thôi. Em tạo sai này xong chưa? Đấy, tạo xong mình hoàn toàn mình xóa hết đi. Đến đây xong rồi này. Hoàn toàn cái tạo xong này nó vào trong cái mục mà program maybe t này, mở nó ra. Sau đây thì mở ra đây. Các thủ tục mình đã tạo nó nằm hết trong đây. Ví dụ xong Sơn hỏi đã xong đây này. Đấy. Và mình muốn sửa cái nào này, kích chuột phải này vào nó này, sau đó chọn modify. Nó bắn ra cái code tự sinh cho mình. Đây này, thấy chưa? Còn chút vừa xong là cái danh mục hàm này. Danh mục hàm insert đấy. Modify này. Để nó mở ra cho mình. Không cần. Cái enter này nó là chỉnh sửa. Cho trường hợp em viết một cái rồi, em viết chữ hoa kích thước sai không sai 15. Nó rất người em bảo thế này cỡ bé quá, người ta muốn tăng 20 em phải sửa đúng không? Khi người ta muốn sửa lên 25 này sửa nữa. Còn cái phần mà tạo chữ A thì em tạo một lần thôi. Tạo lần thứ hai nó sẽ báo nó có, nó không tạo nữa. Phần cuối cùng là sao nhá. Lúc em enter thì cần quét cái này chạy này được. Đấy, quét này xong chạy này. Excel này. Đấy, Excel bao nhiêu lần được, enter mà. Bây giờ thủ tục xong rồi và chuyển sang syntax, code tiếp. Rồi. Cái phần mà thêm nó khác nhau phần thao tác thôi. Bây giờ cái chuỗi với của mình không phải thực thi tục select nữa mà là insert. Em mở SQL này, copy cái đống này này. Copy một lần mình paste vào đây, vì sao mình phải xem lại mất thời gian ấy. Bây giờ xem vào đây này, có phân tạm dưới cùng này. Đấy, từng cái một. Cái chữ vấn của mình là cần thực thi là insert, em xem là cần chọn thủ tục nào danh mục nào insert. Đấy. Lại giống hệ tuần trên không vấn đề gì. Nhưng mà cái này nó khác cái phần xây lên lần trước là nó có các tham số. Chính vì thế mà các em phải truyền tham số cho nó. Đây có các chữ dưới này. Số CMD chấm parameter là tham số, em chấm F thêm tham số vào. Đây. Nó cần là tên tham số, chính là cái tên ở đây thì mình biết A cộng mã hàng này là điền mã hàng vào này. Phải này. Cái tham số thứ hai nó cần là cái kiểu dữ liệu của nó. Kiểu mình của mình là Vajra đúng không? Thì các em dùng FLDB Typer có sẵn đây. Chấm Vajra để chấm Vajra. Đấy. Thấy chưa? Tiếp theo là kích thước 350, cái kích thước độ rộng nó 50 ký tự là tối đa. Đấy, chính thế các em tìm kích thước 50, đây nó ghi là inside này, kích thước này, cần truyền xuống nguyên bản xong 50 này. Khi truyền xong thì các em hoàn toàn là gắn giá trị luôn cho nó. Giá trị nó có các em dùng dấu chấm này, chấm value. Gắn bằng giá trị mình cần, cái này mã hàng, các em gắn mã hàng ở cái phần trên này. Đây, xin mã hàng này. Value bằng xin mã hàng các bạn. Các cột khác thì tương tự cho nên các em copy thôi, test cho nha. Đấy. Chỗ này là tên hàng đúng không? Tên này, đơn vị chính này, hoặc tên này. Giờ kiểu dữ liệu, tên hàng là N3cha. Khi các em gõ sẵn rồi thì con trỏ chuột đấy ấn Ctrl, nhấn vào ấn Ctrl ấn cách nó tự chuyển cho mình. Thấy chưa? Phần dưỡng N3cha ấn Ctrl này, ấn chữ N này, nó sẽ bị lỗi đúng không? Ấn Ctrl trước để ấn cách ra để nó chọn. Chỗ này sửa này, đây là thực sinh tên hàng, sửa được. Sinh tên vị tính. Đấy, căn thứ cách. Dùng xong cái phần này coi như không dùng đến nữa. Ứng dụng bỏ đi, xóa. Chỗ này nhìn thấy hai A cộng thì các em có thể xóa từng cái một. Hoặc nhiều khi có nhiều cái giống nhau thì muốn thay cái khác ấy. Thì cách đơn giản nhất là các em dùng cái con thuần hát. Cái này rất là hay dùng. Con thuần hát này, 2 A cộng, 1 A cộng, đúng không? Nhấn Dino Family của mình là trong cái lựa chọn thôi, ở trong tài liệu hiện tại. Chính là dùng cái current document ấn vào đi print on. Đấy, nó báo là hai cái xảy ra, hai cái thế. Các em nhìn vào đây, hai a cộng và một a cộng con này rồi. Khi mà đã có lệnh các điều kiện đủ rồi, có thủ tục gì này, tham số để đủ rồi, các em cần việc thực hiện cho nó thôi. Cmd này chấm xset vì cái các thao tác thêm sửa xóa
không hề có dữ liệu trả về. Cho nên các bạn chụp lại từ khi non qua đi là không truy vấn. Em chọn xx non qua đi. Được, đăng tải. Đăng tải không? Và khi mà thêm xong rồi thì dữ liệu của mình sẽ được chèn vào trong cơ sở liệu. Chèn xong ngay lập tức là các em nhìn thấy là cái hàng thì mình sẽ thêm một dòng này đúng không? Nếu mà không thêm vào nhá. Các nhìn này. Mở trong FPL trước này. Danh mục hàng. Hiện tại là có đến cái TV. Bây giờ mình thêm một cái mới. ABC. ABC. ABC đấy. Thêm này. Giờ vào trong FPL chúng ta. Em nhìn thấy ABC trên đỉnh này. Nó theo phát xếp Alphabeta trong cái đỉnh luôn. Nhưng mà trong cái clip của mình chưa hề có thằng ABC xuất hiện. Đấy, muốn có các em phải nốt lại dữ liệu cho nó. Còn là các em thể ép xấu hàng ở đây, có nhiều cách. Đầu tiên là các em phải gọi hàng để giao dữ liệu lại là được. Đây, cái chỗ thêm sau. Đấy, cùng này. Điền xong thì câu này các em gọi à. Đây là đi nốt data, nốt dữ liệu. Đây, gọi nốt data. Đấy. Và các em thêm một thông tác này rồi nè. Các em bóc này chấm sâu. Và ta thành công này. Đấy. Và hàng BB Panasonic 42. Đấy. Cảm thêm khóa chính. Đây, các em nhìn thấy thông báo lỗi này, khóa chính này đã có rồi, chèn là bị lỗi ngay. Em chuyển sang từ khác nhé. Đây một, đó thì thông báo thành công. Và nhìn của mình có một dòng dưới này. Để tránh cái trường hợp mà mình click lần nữa nó bị lỗi thông báo này, thông báo cái khóa chính nó có sẵn rồi, thì cái này các em thử trong FPL là nhanh nhất. Đây, trong lúc mà viết thủ tục insert ấy, đây này. Các em thêm một cái dòng kiểm tra xem nó có hay chưa bằng cách là if này not exit tồn exit là tồn tại đúng không? Exit này tức là chưa tồn tại cái hàng đấy trong cái thêm một hàng em trên hết này mã hàng to từ cái mục này cái điều kiện mã hàng bằng a cộng a. Sau đó trở tục lên enter em nằm lần trước kích bị lỗi bây giờ em kích thoải mái thao tác thành công thao tác thành công không hàng không bị thêm và không bị lỗi nữa mình sửa được test 1 2 em nhìn thấy test 1 2 muốn thêm được thêm test thêm thứ ba này thứ ba đấy kích thêm lần nữa này thì thao tác thành công thì thành công không thêm vào mới nó có sẵn không thêm nữa. Và test 13 đã đủ hết, sử dụng một lần không bị lỗi nữa. Rồi tiếp lại. Bây giờ mình thêm vào rồi. Đúng không? Thêm hiển thị này. Thêm này. Mình on này nhé. Đấy, anh sẽ thêm. Để xem tác thành công này. Đây, thêm con này xong rồi. Vấn đề tiếp theo của mình là sao mình kích vào một cái ô này này là dữ liệu của nó hãy hiển thị lên trên này đúng không? Để mình sửa. Thế nào thì đấy các em vào review vào nó thiết kế. Đấy, chọn vào sự kiện của nó. Cái sự kiện mình kích nó chính là sự kiện theo của nick. Đây này. Đấy, trong này các em chỉ cần lấy lại các cột ở đây mình hiển thị lên cái text box này. Nhớ các tên cột này và con rule này. Mã hàng thì mình đặt tên là lấy theo cái name của nó nhé, đừng lấy theo data, lấy theo cái tên của nó. Name là mã hàng này, tên hàng, name là tên hàng luôn này. Đấy, đơn vị chính là name là đơn vị chính. DVT là gọi. Được chưa? Đấy, còn ok. Trong cái sự kiện là xem phần link này mình viết hiển thị lên trên của nó. Em nên đúng cái hàng đấy bằng cách trong mỗi cái hàng của review nó có tên là data của
đấy là cái cả cái của mình đúng không? Thế còn mỗi hàng thêm cái row nữa là thành hàng. Đấy, tức là cái hàng của data view em đặt tên là đối tượng là row này và grv chấm row, tức lấy hàng ở vị trí là e chấm row index. Đấy, cái e này chính là cái đối tượng thuộc cái data view cell event, tức là cái sự kiện em click vào một ô nó làm sự kiện, và cái e lưu các thông tin của cái ô đấy. À, còn row index tức là lấy ra cái ô mình kích là ô nào, ở hàng bao nhiêu ấy. Row index là chỉ số hàng. Đó. Nó sau giờ các em chỉ cần gắn được lại thôi, tt ở mã hàng này, chấm tay này, gắn bằng row chấm cell, tức trong một hàng có nhiều cái cột, các em lấy cột nào mà có vuông ra, lấy cột mã hàng thì điền mã hàng vào, chính là cái name thôi anh chị, để lấy giá trị của nó, các em chấm value để chuyển về chuỗi chấm putin, thấy chưa? Tương tự cho phần tên hàng, tên hàng giống hệt, gõ móc cũng được. Gõ mình có này, tên hàng này. Nếu gõ các em chưa cần gõ nó hiện gần hết là em enter đang chấm text này. Chọn sẵn này bằng row này, chấm cell này. Đấy, cứ chọn thôi, enter này, tên hàng này. Đấy, nó hỗ trợ sẵn này, chấm value này, chấm putin này. Đấy, phần gõ hết, chọn xong enter thôi nhé. Tương tự tên vị trí này, chấm text này, bằng row này, chấm cell này. Ở đây vị trí là dbt này, chấm value, chấm putin. Thế này đó, giờ xem. Hả? Nó sổ xe sao em biết mít rồi. Đây, thấy chưa? Giờ kích vào cái nào tức là cái dưới hiển thị theo quạt điện này, ở trên quạt điện luôn này, bán hàng này, tủ lạnh này, có tủ lạnh này, quạt điện này, tủ lạnh này, đấy, xe này, đấy, thấy chưa? Nhưng bây giờ còn vấn đề tiếp theo là mình dùng mũi tên lên xuống thì nó cũng chọn theo, để mình mũi tên xuống chọn theo luôn thì em dùng vào sự kiện đâu enter ấy, không có cái này. Đấy. Cái chỗ này các em viết một cái hàm riêng đấy, đó là set value hả, new edit hả. Đấy, sau này cần tham số là đến mỗi cái chỉ số để những hàng bao nhiêu thôi, các em chuyển được một cái đặt tên một cái tham số là index ở index đi. Đấy, sau đó các em cắt cả cái này vào cái hàm kia, chuyển một cái sang công thức này. Chỗ này không phải là e cho index mà chỉ là rồi đấy thôi, lấy hàng bao nhiêu mà chuyển hàng nào đấy, rồi đấy, control cách đấy, chỗ này mình gọi cái hàng thêm, thêm và new edit, chuyển vào tới index bao nhiêu này, e chấm đây đấy, thế là xong. Đấy, tương tự mình làm trong trường hợp là đâu enter, để mình lúc mình nâng cái tên lên xuống nó chạy theo, rồi enter này, bây giờ chạy rồi, kích nhà ngon này, thấy chưa? Rồi mũi tên lên xuống này, đấy. Thấy rồi, nó chạy hết theo rồi. Và khi có giá trị đây rồi, các em hoàn toàn viết cho nút sửa bình thường. Khi nút sửa các em lấy giá trị mã hàng, sau đó là update lại. Cái này chắc vấn đề đúng không? Làm giống hệt như thế đi. Sau mỗi cái mình lấy giá trị dùng không update thôi, không phải là gì là insert đâu. Và các em viết thành thủ tục. Nhớ về nhà làm cái này nhá, buổi sau mình dẫn tiếp. Từ nào cái sửa cái xóa bình thường, cái xóa có mã hàng các em đi bình thường không? Dài dài rồi 18 phút.